ไม่ไม่ไม Thank you.
em mệt, bác nhắm lại. Yeah.
like, oh my god, doing the whole thing. What happened? Oh my god, what happened? Alex! Oh, back there, back there. Oh man. Yeah. This is dirty. Yeah. I'm going to for it. I know, I smelled it. You can see Dad, you should see Dad's eyes just bug out looking for Alex. Dad was like, that's mommy. Mommy. Dad was doing this because okay. Bye, yeah. No. Yeah. Are we all in here? So, yeah, we all seven. What's up, Dad? I like this color. I like it. Well, can Anna go out to our room? Wait up. Okay, I'll stop here. Wait till Dad gets here. Can I have over here? How about I do mine? Can I shave a ball? Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ. Bài tiết phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khỏi biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế. Nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ, vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau. Ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai chống đối cha. Mẹ chồng chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ chồng. Mẹ chồng chống nàng dâu, và nàng dâu chống mẹ chồng. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Bài phúc âm hôm nay Chúa nói: Thầy đến, thầy không đến để đem bình an, nhưng để nào? Chia rẽ. Sao nhỉ? Nếu mà không học về phúc âm thì Chúa nói vậy không hiểu được. Ý tưởng rằng Chúa đến để đem bình an, Chúa lúc nào cũng chúc phúc cho mình là bình an cho các con, bình an cho các con. Mà Chúa đến thì Chúa lại nói cái câu này thì làm sao mà không qua phúc âm, không qua lời của Chúa thì mình không biết lý gì hết, không biết ý của Chúa nói gì. Và biết còn trong nhà còn làm hết cả lại, em không nói mà em nói mệt sợ nhớ gì mà
là cứ nửa ăn liền, nửa liền. Đó là chưa tính mà cái luộc ra. Chị cắm dây điện lại nha. Cô tôi sợ lắm, chẳng dám cắn đâu. Nói chuyện là chị lập nữa. Ai lập kìa, nhỏ nói chuyện cô Tài. Hello bạn. Hello. Hello. Alo. Chị lập đấy. Ê, chị cũng khỏe. Anh đến nhà em à? Em này. Ừ, sang đây bớt đau chân hai chân cô ạ. À? Anh Phú ơi, đừng có múc nước ra, đừng có múc cái đồ ra, đừng có múc cái cái á. Đau chân đấy. Múc nước ra nha anh. Tốt rồi. Cái cả làng đây là chừng nào mình thứ cái ở đây rồi, xếp ở đây rồi. Hành múc cái hành gì vậy? Chọc chú. Anh này. Mà lỡ múc rồi, không rồi. Ừ, tao múc lắm. Bây giờ là múc nước. Cô đây đọc kinh này nhà cô này. Đừng có múc. Ừ. Nhiều nước mắm thế. Trời ơi, ở nhà gần nhất là hơn Việt Nam nhiều rồi. Thế nên anh Việt múc nước ra. Nó múc nước bằng coi này. Múc người ta nó chan hết lắm. Hết ra, thế là bớt nặng. Cắm điện rồi, cắm điện rồi, cắm thôi. Cái nước này rồi. Nhà rộng đẹp đi chứ. Cứ băng cô về để chị em đi chơi mà không về được nè. Có khi cô gọi ở lại bao lâu nữa? Tháng nữa à. À thế thì vừa đầu tháng 9 là tháng 9 em mới về mà. Cho thêm nước không hả em? Nước rồi. Còn tháng nữa hả? Em về thì em nghĩ là còn tháng nữa quá. À về thì em mới ăn thử mà ra nhà chị chơi. Còn đồ gì nữa hả? Ai gì nữa? Nữa. Để cho đầy đi em chàng. Gặp rồi, không biết là nó ấy nè. Ngon ghê. Ok, anh ấy lấy ăn mà anh gọi lại. Ok. Hello. Buồn em. Bên đó chắc là gì, bên đó. Sao mà không có không gì. Đừng có gọi gì hết. Mấy cái cao ngồi cho nó sướng mà đứng này với cái này. Không còn ghế cao nữa. Cao nữa. Cứ ngoài đó. Lấy cái vô đi. Ngồi cho nó. Rồi cái ghế mỗi lần đi nam vô. Chịch ra chịch vô. Nặng như quý. Mẹ nó mua. Nó đưa nhà nó đưa cái cây. Nó đưa cho mình. Nó đưa cái sắt. Nó anh bông vòng của anh đó. Một bông vòng chứ không bỏ ở cái cạn mà bỏ đâu luôn. Thank you.
Nhưng mà cái chỗ này dù muốn dù không là em vẫn được tiền, là tiền của em năm 1991 cho tới bây giờ. Chị thấy nó làm khổ em, phải đóng giếng, phải làm đủ thứ. Chị thấy bây giờ người ta đền rồi, chưa đền nhưng mà bây giờ tháng tới ra tòa thì em lấy lại được cái tiền nước thôi. Còn những cái tiền mà em bị hư hao với này, em bị mất mát ở đây thì không biết có hay không thì em không biết. Với này cái mà export stream á, Chinese với này Việt Nam với này Trung Quốc á, mà đợt đầu ấy em chưa lấy, thế là cái đợt này em khai luôn cả hai đợt luôn. Mà cái thằng kia cái hãng nó nhỏ hơn em, không em khai mà đợt đầu nó được 850 ngàn mà em trả được tầm nào. Bây giờ em khai cả hai đợt luôn thế con được cái này đấy, cơ khỏe rồi. Chưa biết đấy, nhưng mà bây giờ làm có đồng nào thì tu bổ vào đấy, chạy đi ăn hết rồi. Sắp về cái máy nước đá 165 ngàn, tại vì một máy nước đá không đủ, cứ tưởng mùa này nó nhiều. Mẹ cái siêu bây giờ ở nhà đá thì sắp đổ rồi, nó bây giờ không có chỗ nào chứa nữa. Đấy là một máy đấy, em thay cái thằng Thái Sơn luôn thấy rồi. Mấy cái này mới làm không mấy được chăng.
quỷ ma nó cứ đau từ chỗ này nó đau xuống đây. Mẹ nó chẳng đi được gì. Nào, đi muốn đi sao chân nó chơi chán đi. Con mẹ nó chẳng đi được, nó ngồi tao đau nó chẳng đi được. Đi chợ, đi đi sốt, đi này hết rồi mà. Chị biết không? Hôm trước thì đang nói là 9 giờ tối, vừa bước chân xuống một cái là nó ập vào nó kêu, mà nó biết tên em, Teresa, nó thò tay đằng sau, móc tay đằng sau, mình thò tay vào đây lấy 600 đồng. 600 đồng thì thấy ông trong ông đang dưới chết. Đi chơi với anh. Ở ngay trước cửa nhà. Thế xong cái thấy anh thấy ông Trung đang rửa chén. Em đi. Ha. Mà nó vừa giết vừa còn là hay. Em la lên một cái. Nó cái khẩu súng nhỏ nhỏ mà đây như vậy nó thọc mẹ nó vào miệng em. Nhưng mà lúc đấy em không sợ chị ơi. Mà kêu cảnh sát xong xong đâu đấy là vào 12 giờ rưỡi. Mẹ đi nhân mở cửa đi lên cầu thang đấy có đi được cái hai cái chân nó đúng là nó làm sao nó chẳng đi được gì. Nó run quá, nó run sợ chứ. Mà một tuần đấy em không ngủ đi. Mà đức mẹ cứu chứ không nó bắn mẹ. Nó bỏ em á. Em mới á cái gì cái này á. Nó bỏ mẹ nó vào đây rồi. Mà sao nó chạy. Mà đầu tiên thì nó để vào đây. Xong rồi nó lấy tiền xong rồi em á thì cái gì nó cầm cái súng nó mua nó bỏ vào miệng em. Rồi nó chạy chứ nó không bắn mình. Nó chạy 3 thằng ở trong xe thì em không biết 3 thằng ở trong xe là Việt Nam hay Mỹ thì không biết. Nhưng mà 3 thằng trong xe còn thằng đi ra. Mà em vừa mở cửa xong bây giờ đi về em là cứ kêu ở nhà có con thì kêu con, có ông kêu ông ấy đi ra ngoài chứ đâu có dám đâu. Để sợ gì đấy, giống như thằng nghe mẹ hai vợ chồng đi ăn ở đâu về không vô trong nhà này. không phải đi ăn đâu chị, lúc nào mẹ hắn ta cũng nấu cơm cho 3 đứa con, 2 đứa con gái, 1 đứa con trai, là bà ở nhà bà không làm gì hết, bà nấu cơm cho chúng nó ăn quanh năm ngày tháng. Thì 11 giờ ở nhà mẹ vừa đi về. Nhưng mà cái này là có thù oán chứ không phải là không phải là cướp bóc thì nó đã lấy tiền. Em vợ cơ nhỉ? Nó đã lấy tiền. Mới một cô tiền 1 triệu. Thế chứ mày chẳng đổi cái gì nè. Đâu có đổi mấy đâu nhỉ. Đâu có đổi quá. Em chọc con ngon này. Mập quá. Muốn gầy đi để cho ông tốt. Việt Nam là Việt Nam mà. Việt Nam là Việt Nam. Con 54, 55, 56 ký thôi. Nhưng mà bên sau này tôi tuyệt sản để cái thằng thứ 6 ra rồi đó. Là cứ tuyệt sản cái chứ nào không không tiền một quãng đường cho đi đâu phải cái như là tuyệt sản là cái năm 1982 là lẻ cái thằng lẻ 12 giờ đêm 2 giờ chiều đi lên tuyệt sản nó còn được tiêu cho được 200.000 Việt Nam đó vậy à, nó bà khen là giỏi nó cho 200.000 đầu tiên đấy là tuyệt sản đấy tuyệt sản này thì là cùng lẻ cắt cục trứng một cục trứng xanh đấy xanh đấy cục xanh nữa mà chứ mà không có không có bây giờ phải mười mấy đứa còn một đứa nữa thì biết là ở đâu không ông ấy đang về nhớ còn tôi thấy có người mách rồi mà tôi hỏi chắc là tôi anh hỏi là Quang đấy Quang là kia không ai ăn mấy tay thì gọi anh Hùng thì anh Hùng anh nào đâu có nó chết hết rồi hả dầu bỏ nó chết hết chưa nước này nước có biết nước không dùng như thế để mai cắt gì đấy có biết dầu chụp cho con chóc mang thành có cái mai cắt đi không có được quả cứ ra nhiều sai đó chanh này chị cái này cây chanh này đây đây hồi ấy mà hồi đấy ở nhà buôn là nhiều lắm không chịu đi đâu cái này nọ nó nền dưới rừng đó. Chỗ này trồng rau trồng tơi trồng dốc này cắt cái to là cái này chết to nó nền dưới lại cái cắt to đấy hả. Ừ, biết tôi nó nền đấy. Ồ, nó nền dài là rau lại đã chưa? Năm là cái cầu nó lên đâu mà nó nằm cái trái lên lần nào nghe chưa đắp chung trái hai hai con đi học cũng về đấy này bà ngoại hả má đâu má bán là 200 mấy dạ đi về không nhà chưa quay cái đứa làm biển này. Ồ, cái cà pháo của chị cao nhỉ? Cây pháo. Ngoài đầu nhà có cây dưa, có quả dưa lớn. Thank you.
người đó ta mới tạo theo. Cháu đang ăn mà kiểu chú quay chứ không bảo quá, sợ quá. Cái này nó giống là bây giờ nó giống quang á. Xin nghỉ nó giống quang. Hôm nay nhập không bớt đi tí. Ấy, sao rồi miếng này trùng gì đấy? Này quá hoa nhỉ? Dạy dọa mình đánh giỏi rồi. Nhưng mà bên Mỹ này sao? Đây này. Con là cái nó đi à. Không có mấy hôm nay là nó nóng quá thì ông chả ngơi lấy xong cây. Nó làm cái túi này đem về mỏ này mỏ đi cái túi đen cơ. Còn cây này là cái này. Cái túi đen kia là làm. Xóa dây cục dây thì 170 đồng. 7 đồng. Không cần là gì đó. 70 đồng. Nè. Bảo dây mà đấy nó thêm tuần đến mà ra ngoài nhiều sao đen hết thì ra thì giờ rau rồi ra rồi ấy tôm này mới như cái quả áo giá đủ thứ rồi nè như là không cái bát nghề này là nghề ấy mà nghề này ấy mà nhớ về khỏe nhẹ ngồi không rồi yếu lắm. Mà tôm năm nay rẻ, tôm này nhìn như con đồng mấy mà tao không bỏ. Thế là đồng mấy mà bây giờ chị ở Việt Nam tôm này phải cả trăm với chị ơi. Chị về chị xay chị bán một phao mấy đồng. Ở bên đây thì nó một phao có được ký không? Nó cũng có 20 ngàn. Đồng nhiều lắm. Hai phao là 12 ngàn, thì có 3 mấy ngàn. Chị sẽ bán bất rẻ ở Việt Nam tôm 800 ngàn. Cái chỗ nhà má chồng của cháu á. Gần nhà ra trong kia kìa. Rồi bà muốn đâu đây hay cái ba ra. Rồi, có vợ đó. Lấy luôn rồi bà. Lấy lên. Vợ không à? Không. Ông mời ông. Được bà hai bà. Cầm đàng hoàng. Cầm một chai chứ. Tại sao vậy cầm một chai bên ngoài quá. Nó giỡn cái con chồng nó vô đi bà. Có một cái sao nó thấy đấy. Ngu lắm chú. Nó như là tôi của bài của chị. Dạ. Sáu tuổi. Bà nội mất rồi hả? Bà nội ở đây hả? À, ở đây hả? Mẹ chú hả? Ở đây hả? Nhà Hưng.
Thế còn chỉ còn có mỗi một cô gì ở nhà thôi chị. Tiến với cái nào? Ừ, không. Cái nơ. Ừ, nơ. Cái nơ thì nó khá rồi. Còn nó tiến nó hơi nhiều một tí thôi. Còn cái nơ khác. Nơ con nó xong đây hả? Cái nắng. Dạ chị Lực ăn đi. Tôi không ăn. Dũng về sao rồi? Mập không? 66 kg. 66 kg á? Mà to chứ đâu bé đâu. Nó là chút tế cũng sạch. Thì bên Việt Nam mà có gì để ăn nhậu được đấy. Còn nhậu gì không? Nhậu chứ. Ừ. Tối nạ phải nai ra ai? Về có lý. Còn ở nhà cũ hay ở nhà nào? Ở nhà cũ. Là cái cua đó về sao rồi? Vậy thì người nó chờ mấy đi ha. Nhà nó trái nhiều lắm. Nhà Hải á. Đi làm tới mấy giờ mới về. Rồi quay đi nó ngon nhỉ. Nó giòn nhỉ. Còn con vịt quay ăn vịt của em nữa mà. Không biết nó để ở đâu. Em đi kiếm con vịt quay của em. Đủ nhiều hay nhiều. Không, tại vì đám cưới á. Xong rồi cái nó làm tiện nó làm cho mình luôn á. Cái người kia nhà em anh bỏ nuôi cái ấy ra bỏ mấy cái này ra nhà em cái mẹ cái thằng cha chẳng á. Tốt lắm rồi em mới đi nào anh mới mới đi mà chú trả công đấy. Rồi còn xong nghĩ là hai chồng chưa học pin, bây giờ học pin này á. À, tốt. Mới học pin. Lâu rồi không học pin chung, học pin chung ha. Hồi sang Mỹ chưa học pin. Ừ, hồi sang Mỹ. Trời đất ơi. Chưa học pin gia đình. Wow. Đúng rồi, cái này bỏ ăn cọp đúng rồi. Mạnh nữa là nó đọc, bây giờ đọc chung rồi. Mạnh nữa là đã ăn chúa lắm cơ nha. Em sẽ biết rồi, mấy bạn đọc pin thấy mêu á. Để bắt đọc pin bảo bây giờ, từ bây giờ tôi đi 10 giờ phải đâu về con tôi biết 10 giờ là bắt cái đọc pin. Mà cũng nghe lời là tốt lắm rồi. Ừ. Không nghe cũng chịu tính. Có. Cá không. Vẹt. Trong này đấy đi thẳng nha. Nhà Mỹ nhà nào nhưng mà không có đứa nào ở đây mấy nhà này hết à? Không, đâu còn đứa nào. Thế là thằng Trường. Trường An thôi. Ừ, Trường An đấy, đi đâu Trường nào nói Trường vậy? An thì nó cứ trong nhà thờ nó về có gì nó ăn này, em mua đồ khô sạch cho nó ăn rồi. Đấy, chấm đi. Em bây giờ anh ta tổ chức là đấu thể thao. Chắc giờ anh cũng lớn cao lắm rồi nhỉ? Trường ban văn nghệ à? Em mà đẹp cầu lắm. Thì trông cái hình kia kìa. Lâu lắm rồi không gặp mà anh rồi. Anh Hùng đỡ đầu, bố đỡ đầu đấy. Trông cái hình rồi đấy. À, bố đỡ đầu á. Mà ở nhà thì cứ thường nhá. Chả có đứa nào mà nhớ ngày birthday hay là ngày gì mà ấy. Nó hỏi tiếng Việt còn chưa rành làm sao nói cho bảo ấy. Ủa, tôi không biết đó tiếng Việt à? Nó không nói mà nó đâu có rảnh đâu. Nhất là cái thằng Trường nó nói tức cười vô cùng. Nó nói tiếng nó không có hiểu. Nó không có hiểu. Nó nói buồn cười lắm. Đi đón về mấy đi bố đi nước mà mấy về. Để làm gì? Thì đi đón nó đi đón người làm á. Thì nó kêu đi rước người làm. Bây giờ mễ nhiều nhỉ, mễ sang đấy làm nhiều mà rẻ hả? Nó không chẳng dài đâu chị ơi, 15 giờ đấy, dễ gì. Thế à? Tại vì ở đây không có người làm á. Kim mà có đâu có cái kẹp không nhà, gì ta có kẹp mà cho nó mặn cua không kìa. Cái gì? Lấy muối, lấy gì, lấy cái khớp đập. Ừ. Lấy cái này đập đập. Ồ. Lấy thôi, lấy thôi, lấy thôi. Đập. Để lấy cái này đập, không sao hết. Thôi. Lấy đập con thôi. Ăn đây khỏi ăn. Nói gì cả? Ăn nó cứ thoải mái đi cha đi. Ừ, được. Không sao đâu. Đó. Nhầm nhỏ gì.
vô tư vừa ra bắn. Đập vừa không có nó lát đi. Nó lát cái bật kiến ở dưới bật kiến hả? Có phải kiến không? Không, không kiến đâu, nó nát cái cả mẹ. Bên kia là đi xây nhà rồi, mẹ báo cho hết xây luôn. Không thật đấy chị. Chị ơi, cái này là mái nhà đấy. Mái nhà em bỏ đây để cho khỏi có cỏ lên đấy. Hai lớp, hai lớp. Chứ không phải là cái này đâu. Mình đen đen hai lớp này. Mái nhà này, đây này. Mái nhà đâu lên nổi đâu. Bỏ lên nổi, không có em nào nổi. Em mua, em lấy mái nhà về em đi lượm mái nhà của người ta quốc tế. Cái mái nhà kia cho em bỏ. Không đấy, không thật đấy. Thôi ba cái cây được là nhiều quá thì nó lại nhàm đi. Thì mình cứ thay đổi ra, nó sẽ là mình ra thấy anh cái cây kia không bao giờ thò tay. Mà cái con dế mình sẽ trồng tay vậy hả? Đâu biết được trồng được. Cái này mình mua có mười mấy đồng bạc một cái, mấy đồng cái mà mua nó còn nhiều. Một ngày là tốn hai trái nước. Cây hoa ngọc lan ấy mà còn chị biết không, mấy hôm trước ấy, bông bưởi ấy, nó cả cái khu này luôn, thơm lắm. Ok, rồi cảm ơn nhé. Ba người đi em chào. Chào. Đúng, ông Dũng, ông Trung, ông Trung. Thấy rồi. Thấy cả ông Trung luôn mà. Ê, muốn thấy luôn, thấy luôn. Ok. Rồi, okay. Ok, muốn nói gì nói đi. Muốn nhắn nhủ gì nói, nhắn nhủ đi. Rồi chồng Trung tài đấy. Đây này tài đây này. Bảo Dũng à, bảo Dũng mai mốt sang đây chơi. Sang đây kiếm thêm mấy bà bên này. Nhiều hết sức rồi. Không còn sức nữa rồi. Hết sức quá trời. Peter ngồi đây. Cắm điện vô cho em hả? Ghế này đó. Tính để thêm cái ghế nhỏ. Đây. Rồi. It's hot outside. Too hot outside. Quá nóng luôn á. Cắm điện cho bật bếp lên. Điện này mà đi phô phát này, cái chết, đây rồi. Mát mát cơ. Chiều còn ăn á, nhà đi chỉ có uống cà phê với ăn. Ăn nói là ăn từ chối á bác. Đâu tối đi chứ, gì đi chơi mấy cái này. Đây. Cái gì đây, xuống đây bà bắt. Cứ nói là từ ăn thì còn làm gì nữa? Đi nói gì nói không? Nói còn đấy. Nói chuyện ăn cây chuối gì nè, nước bánh gì nè. Kia toa bắt để nóng, cũng được chảy nhé. Để giữa Thank you.
gặp thì cứ chờ anh mà thì là sản phẩm miền Tây, miền Tây trái. Sẵn rồi. Vậy sẽ còn một trạm nữa đã ba. Mà nó thành mới đây. Hai năm rồi. Ba có đi không để ý. Cầu của mày á. Phải không mấy năm rồi. Để phải ba năm rồi. Ba năm. Vì bà người chết. Vì về. Đâu về chứ bà còn sống chứ. Thank you.
được mà. Chú bị bà ba bị bà đây. Anh về đây. Đoàn cứ đứng nè. Còn đây nhé. Thôi. Đâu rồi đó. Quay ngoan lại, quay ngược lại đó. Lấy nước mẹ.
Kéo nổi không nhỉ? Hơi mệt đấy. Do you like a photograph? Yeah. All together? I got it. Oh, you? Yeah, like this. Okay. And him too. This is the center of the original city. The original city was one of eight fortresses. And the fourth explorers were two French Canadians called the Lemoine brothers, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, Pierre Lemoine de Everville. The center of the crescent was right there where the gate is. And this fortress, one of eight, was called Wonderful, Wonderful Crescent. It was 12 feet above sea level. That made it wonderful. The St. Louis Cathedral was built 1718. When it was renamed Nouvelle Orléans, it became a city. Spain, the gold of Spain was really what made this place happen. Built by a pirate named Davros Castillon. We're on St. Philip Street,
and we're going to go to where the nuns used to be. The Ursuline nuns came. This was built 1834. Uh-huh. The Chief Justice of Louisiana built this. Uh-huh. His name was Francis Xavier Martin. Uh-huh. He built this to fight slavery. Fight slavery? Okay. He was abolitionist. He invites Harriet Beecher Stowe here. She smuggles Africans into Canada. Oh. She wrote the novel in Brunswick, Maine, Uncle Tom's Cabin. After the Civil War, he stopped the carpetbaggers. Through unions that were trying to buy everybody out, and he put a stop to it by putting everything in warehouses. When he died, it became a hotel. Okay. This fence came from the warehouse. From the warehouse? It was 31 years old, brand new. Mm-hmm. This is only 1%. 99% went to the Garden District for Colonel Robert Short, because the girl that he wanted to marry would not leave home without her friends. Her friends were the cornfields. So he proposed to her here, she said yes. Đứng đi thua đấy chứ, đẹp. Người ta nói nhiều lắm, ông nói nữa. Mà tao đi mình nói chuyện, ông không thèm nói, phải ông đỡ cho ông đỡ mệt. Ừ. Nhá, phải trừ tiền đó. Ừ, trừ tiền. Chị hỏi sao phải bỏ cái tiền không, không phải mất. Ông cần phải mất lên, nếu giờ mà không cần mày nói, mày lại cho tao nói được. Không có nói mày nhiều bao nhiêu. Cái này làm cái đó, chúng ta đưa bày ở ngoài chỗ này. Nó mở cửa đấy không? Bày đồ ra ngoài á. Này nó phải chờ. Ngày ta gặp gỡ đã yêu em rồi, lời yêu chưa nói.
anh muốn nói yêu em. Thank you.
Ê, chừng nào bà lại mới về anh Hùng? Đầu tháng. Ok, đầu tháng nè, ok. Thường thôi chứ không phải định soạn đâu, cái này là thường lắm. Tôi sẽ gửi cho anh một món quà rất là đặc biệt.
Nhưng mỗi khi về đó anh nhậu anh nhớ tới tôi được. Ok. Nhưng mà tôi không gửi cái này cho anh, cái này được. Tôi chỉ gửi một chai rượu cho anh làm kỷ niệm, nghe muốn một lần nó uống là nhớ tới tôi. Cái rượu này rẻ tiền thôi. Ok, bác. Đâu có sao, người Mỹ nói về đâu mà người Việt Nam nói đâu. Kỳ mang rượu về phải nặng không? Người quen đâu cần mới rồi đó. Không, mỗi người được bao nhiêu pháo thôi. Bác bảo là cho cái gì lấy nước. Đây, cái gì lấy không có mua. Cái mà mình gửi ở trong máy bay á thì cái quà gì cũng được hết. Còn cái quà mình đem theo chỉ có mấy chục pháo thôi. Ông đã đi quà nào mà sao mà đem theo mấy chục pháo đấy ông? Không, mình giao thông người đó. Giao thông người là có 7 pháo thôi. Có nói nữa, người ta thường đi đi về này, này. Tôi biết rồi. Ông làm ơn quá cái miệng lại giùm tôi. Nhưng mà có đi lần nào đâu mà biết. Thì đã đi lần là cũng mấy thao thôi. Qua mắt thợ được. Còn là cái mà mình gửi đi á thì được năm từ 10 thao tới 70 thao một bao ly. Mà, đúng rồi. Có những máy bay có 50 thao à? Đang lúc nào đóng mà chú Dương mình xuống coi để đóng cho tôi đỡ dành cái đó đó. Nhưng mà đóng mà nó đi á. À, nhưng mà tôi gửi vô muốn chai rượu. Vâng. Ông hút thuốc không? Hả? Ông có hút thuốc không? Ông hút thuốc thì lên máy bay mua cái chỉ hít thôi chứ không có hút. Ông có hút hả? Hít thôi. Ok, tôi tặng ông thêm cái hộp quà. Ra giờ anh dỗ đó. Cái gì? Mua những bồ đó. Hả? Ra mà đừng có dần dậu. Hả? Đâu ra tôi không có dỗ được. Như nó ra dồn mấy ông mua cái bô đó rồi xăng á nó xài được bền lâu. Không, nhưng mà không có xăng bằng ga được. Ga xăng người ta đâu có cần xài xăng đâu. Ông về về Việt Nam không xài như bô. Ra ngoài vườn cái té. Té cái vừa xong hả? Không, té lâu rồi, té. Đã khỏi bữa ông đi. Đã bữa giờ nó thấy rồng giọt nhiều chi cho. Rồng nó cho không à. Thế thì thôi ở trong nhà đi. Mình đang ngồi đã buồn nó chạy tưng lâu rồi. Mắt đúng không? Thế sao bảo bà đang sao ở chơi cái trông không thấy bà về rồi. Lại về rồi. Bà yếu à dạ. Cái hôm mà thím Đăng về thực sự bà mới về được tuần thì tôi sang đây đấy. Thế cô về rồi bây giờ mới về vợ chồng sử thì biết đúng. Là vợ chồng sử đi sang bên Thanh mua quần áo thì bảo là bạn đang đi qua bên Phượng kia đi phải không? Vâng. Thế nó đâu ở nó đông cháu trong chơi đâu được có hai đứa à? Ờ, nhưng mà đây. Con người ta con Mỹ đen Mỹ trắng ấy. À từng đâu đi học nhà mình học có nó thấy Mỹ à. Mày ăn. Lấy ai lấy bà đi. Nên mấy cái bố lấy cho 6 đứa. À, nó cấm được nó lấy Mỹ nhà đứa không cho nó lấy này bố đâu cho lấy đâu. Khổ nhà vậy. Tôi thằng Hồ Hồi đâu chịu mà giờ nó lấy con này rất là good. Vâng. Ờ, nó được đứa con nó 8 tuổi mà đâu vừa đấy vừa rồi dẫn nó trên Ananta. Nghe Yến trên Ananta. Nói trên đây. Nhà tôi lên đó hôm nay nghe qua nó. Bố bé đâu? Có biết đâu ở đâu mà bé. Nhà trên nó đẹp. Nhà trên nó rẻ lắm.
300.000 là đẹp lắm. Vâng, 250 là cũng đẹp lắm. Thằng Hồ nó mua cái đó 300.000 đẹp lắm. Có lầu. Nhà này bán thì hôm trước bán thì có giá. Thế về lại chưa làm cái nhà kia làm sao bán cái này. Bây giờ chúng nó từ từ nó đi hết rồi thì hai vợ chồng đang tính làm cái nhà 6 phòng. Chi là em? Nó về nó cũng chỗ ở chứ hỏi cô 4 phòng cũng chỗ ở đâu. Tụi nó đâu chịu ngủ chung đâu. Mỗi đứa một phòng. Càng càng lớn càng giống ông đại ông ngoại ấy. Ông Kỳ Hàn ấy. Ốm quá, chúa tôi đây nó không chưa khỏe lắm. Đúng rồi, hôm nay ốm. Hay xanh. Hôm nào tôi gặp ở tỉnh Việt Nam thì còn đỡ. Nằm ở trong nhà thương con thần Pinh ấy. Thế mà không biết tôi nói cho câu tiếng này ở bằng đó ta đi thăm. Nó mệt thế bà ấy rồi nói gì được. Không biết như chị hay là đứa nào mà cô ở gần đấy. Ở đây có ai đâu mà chả. Đâu có sao đâu. Thế kêu một tiếng để ở gần đó chạy đến. Giờ đọc biết là đây cũng đi. Nếu mà không lên nhà chị Hòa thì không biết đâu. Rồi ngày hôm qua ghé ăn phở trên đường về ghé phở gì phở bằng thế là ghé ăn về cũng nói bà biết rồi ngày hôm qua có chị bà em tôi bảo bà Hòa sao em nói em có biết gì đâu cứ đi làm để về đâu biết đâu nghe đỡ nhiều đấy nghe của thế cho đồng lên à ông đấy đi đồng lắm họ lên như cái chợ mà chẳng biết đây khách lắm đấy anh em mà nhưng mà mình ốm mình nằm đó mà đông quá mình cũng mệt cô biết là sao đang đi thì khỏe lắm cái về thì yên nó cho uống hai viên thuốc uống xong nó sưng nó mua tới 20.000 bạc thuốc mà nhưng mà nhưng nếu mà nhiều khi mình không chịu mình không chịu cái thuốc hai viên hai viên sau cái uống thì nó sưng hết làm mỹ đại mỹ đại phải đem vào nhà thương ngay nó sưng hết thành chết chết đấy đấy thế thì chúa thương biết đó đó ai nhớ chỉnh chỉnh ấy tình coi bà Phan á chồng chết 2 năm đúng 2 năm thì vợ chết đấy. Chú vợ chết hả? Vợ chết rồi luôn, chồng chết 2 năm rồi, anh chết 2 năm rồi. Xuống chú hôm nhà tôi về cái kỳ trước là đấy thăm, còn đẹp trai lắm, mập mạp đẹp. Đẹp. Đẹp người lắm, này chú thấy đen mà đẹp. Đi cái bệnh của anh ấy là đanh ấy là kiêng đủ thứ mà đi nhậu về buổi trưa đi nhậu đám ma của ông Phì. Mà. Xong cái về lại đi tự ăn thịt chó. Mà. Thế là bắt đầu nó ói mửa là đi bệnh viện hôn mê luôn. Cô cũng phải nên về, cô phải kiêng đấy. Mấy cô vỡ gì sai nhiều rồi. Chứ cô cứ ngồi, cô ăn xong cô ngồi đó là chết sớm. Úi dồi ôi, nhà có nhà có phải làm chứ đâu như ở bên này ăn và ăn này hôm nay lên ký lên 2 ký đâu. Vâng, chứ phải tập giữ đấy mấy cô là ơi. Không, chân tôi đau không có tập. Chị ra chị đi xe. Không đi bộ rồi tập ở nhà. Mắc con non phượng không tập được chứ hôm trước tập giữ lắm. Ngày đi mấy mai. Cái em bố nó tự dưng nó bí đá gì rồi nó cho uống thuốc gì hết nó cho lấy nước tiểu ra rồi nó cho uống thuốc nằm mấy ngày hai đêm mà 3 ngày mà 9.000 mấy nhờ có bảo hiểm đó cô nợ thì trả có 200 bạc thôi đúng rồi chứ có bảo hiểm thì chết. Chưa bố nó chưa có xin ta chưa, đại chưa được xin chưa kia rồi sau làm mọi làm đâu biết làm đâu, đâu có biết chồng một thuốc được cái nào được thuốc thôi. Này nó chỉ chồng chóng thùng mà tốt nhỉ? Này dám muốn nó chỉ chồng chóng thùng nhưng mà tốt không? Ra quan là tốt chi là, chóng thùng chứ đâu cũng chẳng phải, đâu có bỏ phân chất muối phân đen cái chất khác đen đó, không bỏ luôn. Đúng rồi, nó là nó già ba nó được, đầu non lắm, nó càng càng non lắm. Có nước mà sao nó già? Dòng uống teo. Gọi là dòng uống teo, ở bên Việt Nam mình gọi là dòng uống teo. Dòng năm to này nó sợ nắng, mình không có ra đây mà nó sợ nắng rồi còn bày đặt. Cô ra đây nắng thì mặt nó sợ nắng lắm. Tôi cắt này nè, đi vô nắng mà bà. Ổi nè. Dòng đủ mọi thứ đã. Không cho cắt ra rồi. Đây là bởi cái này hái à? Lon lắm, lồng nước mà. Hôm nay ổi nó bay hết nhỉ? Hết hết của ngài mạnh quá. Nói ông ấy cắm cho ông cắm này. Ngon lắm của hạt. Chồng cái này đã nhé, người ta cắt sát rồi ta về ấy thôi chứ. Ngon gì? Ngon không? Người ta tháng này là nó già rồi, tháng này nó còn non này. Tại các nhà chị có thay chồng. Thay chồng lắm nhỉ? Thế bà Kim Đăng sao từ lâu mau về. Sao bảo đi? Kêu hay là không được kêu cho nên thăm tiếng không kêu mãi tuần sau được bà có sang đây đâu mà sang đây mà không thế à? Sang đây thì kêu cô rồi thế bà sao bà sang đây biết gì
nhà anh vô quán ăn bí đỏ. Bí đỏ thì nấu chè. Đá cắt cua nữa cho anh. Cô có thể có gái cắt cua nữa, phải nấu chè. Ừ. Chè đậu xanh nhé cô. Cô hái nước dừa, còn dưa bở ở chỗ nào. Thấy kìa ở trong này. Hái nhà thôi, hái để ở nhà. À thấy kìa ở trong này. Ừ. Kìa ở đâu? Lắm, chú ăn đâu mà sủi được cây. Không biết nó trồng, trồng cho phân nhiều nó lên tốt rồi. Cái phân có mấy chục sen một bịch kia chút kìa. Ồ. Có 80 mấy sen kìa. Mà một cây nó lên như vậy đó. Ăn là sao hết đâu lắm. Bởi vậy như vậy ra nó cảm nắng đấy. À, tí xíu rồi tôi. Đấy mới bị cảm đây này. Chú tôi cứ sổ khỏi rất nhiều nhà nhiều trái nhỉ. Mấy chục trái một cây đó, mấy chục trái đó. Ừ. Trong cái chậu chứ. Mà chỉ có trồng cái chậu như vậy thôi mà nó mấy chục trái không này. Nhà cô là mấy chục trái. Trái được trái nào hết? Nhà cô có một cái chậu trồng cái cây thế. Cây mà chẳng có trái nào đâu rồi. Cây trồng này nhỏ thì. Trẻ. À con của con đấy. Con Vân. À con Vân thằng Vân thằng con Vân. Con Vân đây đâu. Ờ. Con à. Vân đấy. Thank you.
biết hả? Mấy nhà chị khác vừa lại vừa chạy thì mình chạy.